Như vậy thì nhân dân đồng tình ủng hộ. Do vậy mà lúc này không chỉ là cán bộ cơ sở nữa mà là lực lượng toàn dân. Và từ mô hình này của quận Hoàng Mai giờ đây lan tỏa ra khắp các xã phường của thành phố Hà Nội, và nhóm phóng viên VOV2 đã ghi lại được một điểm xanh trên địa bàn phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Mời ông cùng với thính giả đón nghe ạ. Thưa quý vị và các bạn, tại ngõ Tân Lạc tổ 5 phường Trương Định, một con ngõ nhỏ rộng chỉ chừng 2 mét thôi nhưng rất sâu. Ở đây có đến 300 hộ dân sinh sống. Bình thường ngõ này có hai lối ra, một lối thông ra phố Trần Đại Nghĩa, một lối là ra phố Đại La. Nhưng nay thì chỉ có mở một lối hướng ra phố Đại La, còn một lối ra phố Trần Đại Nghĩa thì đã được rào kín. Và tại lối mở duy nhất này, một chốt kiểm soát gồm có các lực lượng dân phòng, công an, tổ dân phố trực 24/24 giờ để kiểm soát người ra vào. Bà Nguyễn Thị Giới, tổ trưởng tổ dân phố số 5 cho biết, kiểm tra ra vào để hạn chế cái sự lây lan ra đến điểm chốt. Chúng tôi ký cái giấy đi chợ để không có vòng đi vòng lại nữa mà chỉ được phép ra một lần. Tôi sống trong ngõ này đông dân, phường đã tạo điều kiện cho ngõ là cái chốt an toàn xanh, tôi thấy rằng là cực kỳ là an tâm. Trong cả 4 đợt dịch, ngõ Tân Lạc đều không có trường hợp nào là F0 và tiếp xúc gần với F0. Trong đợt sàng lọc trên diện rộng vừa qua, đại diện 100% các hộ gia đình trong ngõ cũng đã được xét nghiệm COVID-19. Và kết quả, tất cả đều an toàn. Ngõ này vẫn đang là rất là xanh, cho nên chúng tôi cũng đang cố để giữ được cái ngõ xanh để cho bà con có sự tin tưởng và an toàn. Ông Trung Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Định cho biết, hiện nay trên địa bàn phường chỉ có một vùng đỏ là khu vực mới phát hiện một F0. Còn lại đều là các khu vực xanh an toàn. Chúng tôi tuyên truyền vận động tổ dân phố đấy tăng cường hơn nữa cái việc đảm bảo giữ an toàn cho cái vùng của mình là tuyệt đối, không để có ca lây mới, hoặc nếu có thì chúng ta không được.